làm sao cho cửa hàng của chúng ta đông khách. Thì hôm trước mình còn nói về cái công thức 5T. Đầu tiên là làm sao để khách hàng thấy cửa hàng chúng ta nhiều nhất, thì Duy đã làm video rồi. Cái thứ bước thứ hai là làm sao để khách hàng thử cái sản phẩm của chúng ta. Các bạn nhớ như thế này, khách hàng là người xa lạ với chúng ta thì họ sẽ không bao giờ dám thử những cái sản phẩm của chúng ta. Cái thứ hai là họ không được lợi gì thì họ sẽ không đến cửa hàng của chúng ta và thử cái bánh đó. Ví dụ như kinh doanh bánh mì thì làm sao để khách hàng đến ăn thử cái bánh mì đó. Duy làm một số cái chiến lược như sau. Khi mà khai trương ấy thì Duy sẽ làm những cái chương trình tặng bánh miễn phí hoặc là những cái chương trình giảm giá đặc biệt hoặc tiếp những cái chương trình mua một bánh tặng một bánh. Thì nhờ những cái chương trình đấy thì khách hàng sẽ đến ăn thử. Và cái chương trình này thì các bạn sẽ phải làm liên tục nhá. Các bạn có để ý, các bạn nhìn thấy những cái thương hiệu ví dụ như là gà rán này, KFC này, hay thương hiệu pizza, Domino Pizza, thì hàng tuần, hàng tháng họ luôn có những cái chương trình và có những cái ngày khuyến mãi mua một bánh tặng một bánh, thứ tư hàng tuần mua một bánh tặng một bánh, hoặc là giảm giá 18 19k một cái đùi gà gì đó. Thì đó là những cái chương trình thu hút khách hàng đến ăn thử. Và họ có một cái chiến lược cực kỳ tuyệt vời nữa là bán cây kem chỉ có 5.000. Thì cây kem 5.000 này cũng là chương trình thu hút khách hàng đến cái cửa hàng của người ta ăn thử cái cây kem đó. Và khi vào ăn thử cây kem rồi sẽ nhìn thấy cái những đùi gà hấp dẫn thì người ta sẽ quay lại ăn. Và bánh mì cũng như vậy thôi. Hãy cho người ta ăn thử thì người ta sẽ cảm thấy thích cái bánh mì của chúng ta. Thì cái tỷ lệ 10 người sẽ có 2 người thích là ok rồi nhé các bạn. 10 người vào cửa hàng chúng ta, 2 người thích và trung thành với cửa hàng chúng ta là ok. Chúc các bạn kinh doanh thành công. Và video tiếp theo thì mình sẽ nói cho bạn biết cách làm sao để khách hàng thích cái sản phẩm của chúng ta bán.